xã mình đã ngâm cám đậu quả các bạn, tắm heo. Thì giờ mình ra mình quay sơ cho các bạn xem cái bầy heo của mình nay nó bộ lớn vậy, nó ăn cám trộn thì có ổn hay không. Thì riêng mình ở đây thì mình cho heo ăn thì mình thấy rất là ổn nha các bạn, thì mình quay chia sẻ cho các bạn xem, các bạn tham khảo cho vui. Thì mình cũng vẫn cho ăn cái cám con cò BGM 20-50 nha các bạn. Vợ mình đang tắm heo bên kia. Thì cái bầy heo da bò của mình nay nó cũng bao lớn rồi nha các bạn, mình cũng mới kiếm xong, một lát xong quay qua tắm cho mấy anh sạch. Nói chung hổm dài mình cũng chưa có tắm nha các bạn, đó mình thí 5-6 ngày trước mình hút phân thôi, bữa nay trưa quá bận rộn không hút phân kịp nên anh quậy từ lưa hết. Chút nữa sau sẵn vợ mình kêu qua tắm cho nó sạch sẽ cái chuồng luôn. Nói chung thì mới thí thì mình cũng không nên tắm nha các bạn, cái này thí này cũng được 4-5 ngày rồi, thì bữa nay mình tắm đó cho nó mát mẻ luôn. Hồi sáng mình không có hút phân kịp á, công việc trong nhà nó bận quá, mình lo làm cho nó xong ba cái khuôn kia cho để nó bị khô mệt các bạn, cho nên là nó bị quậy từ lưu vào đây hết rồi. Hồi sáng vợ mình đi bên kia ngâm cám heo rồi, cho heo ăn chút nữa qua tắm luôn. Đây bên kia cũng đã ngâm cám, tắm sạch sẽ cái đầu mình đổ cho ăn nha các bạn. Nãy giờ vợ mình cũng tắm heo sạch sẽ hơn nha các bạn. Bây giờ trời cám nó nở cho mình đảo sơ đổ lên cho nó ăn. Đó, thì heo mình nay nó cũng bao lớn vậy rồi nha các bạn. Thì đây cám mình cũng vẫn cho nó cám 20-50. Vậy cho nên là mình cũng vẫn có thêm bả mì nữa rồi, trộn vô cho nó ăn. Thì bên đây có chú heo nái của mình nữa các bạn. Chút nữa mình cũng tắm rồi cho ăn luôn nha các bạn. Thì qua cái đây các bạn ngắm lại cái bầy heo mình nha. Đó, nó bao lớn vậy rồi nha. Nói chung cái bầy này nó đông quá nó cũng không đều nha các bạn, cũng có một số heo nhỏ nhỏ 4-5 con đó các bạn, còn như mấy con này thì nó bự nè, mấy con này bự nè, bự nè, còn như cái con heo út đằng kia nha các bạn, có heo út đằng kia thì con đó nhỏ, con đó bầy nhỏ nhất trong bầy thì hồi nào giờ các bạn, với cái con kế với kia cũng hơi nhỏ đó. Thì có 4 em mình thấy trong đây, 4 em là 1 em, 2 em, 3 em với một em lâu rồi, nó cũng 4 con, nó hơi nhỏ nhỏ một chút thôi. Còn mấy con kia nó đều nha các bạn. Quay qua tắm sơ cho con heo nái nó mát, mình đảo cám đảo cho đứa nó ăn. Các bạn ngắm với mình là mấy cái giò lan các bạn, đây mình trồng mới lan nữa cho vui nè. Đó, lan đủ, đủ thứ các bạn ơi, chung ham mê trồng cho vui thôi nha, sở thích đủ thứ kiểu lan hết. Ta bằng kia nữa các bạn, mình dắt lỏng giỏng lên mấy nhà thì heo hết nè. Không xong rồi, giờ quay qua đảo cám nha các bạn. Thì không cám có bỏ mì thì mình đảo cho nó rất là mê ăn nha các bạn. Nói chung thì mình sẽ ăn hồi nào giờ thì mình thấy nó cũng rất là chịu ăn các bạn, ăn dữ lắm. Mình trộn chung với cám cái mình quậy sơ sơ chứ nhờ, mình chế lỏng lỏng rồi nó uống thôi các bạn, nó chế vô không kịp nữa nó bu lên hết rồi đó, nó bu cho nó ăn các bạn thấy không, gầm đầu nó ăn, ăn tới hết mà thôi. Đằng đây không có, buồn buồn đằng kia chờ. Đổ vô không kịp chờ mình luôn.
ăn rất là đều các bạn. Tán máng rửa máng hết nó sạch cái nó ăn chút nữa là xong luôn các bạn. Máng còn như đó nó liếm sơ qua chút nữa là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ thành công trong công việc.